Hello mấy bạn, đây là cái thanh niên không sợ người yêu đang ức chế đây chứ đâu ạ. Lần đầu mới lên tiếng với cha Vi mà cũng căng ấy nhờ. Rồi quay quay cái mặt này chơi lại đây chị cháu. Lại đây thanh niên sửa trốn rồi nha, bây giờ đi review cái điện thoại của anh trai đấy nhờ. Đây đây điện thoại của anh ức chế sẽ trâu ở đây rồi. Đây nè, anh cứ chơi FIFA nhá. Đây nè, đâu rồi, nhiều cắn nhờ.